Ngày 4 tháng 11, trạm cảnh sát giao thông Suối Tre thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã lập 21 biên bản vi phạm hành chính đối với đoàn mô tô phân khối lớn đi trên quốc lộ 1. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát của trạm cảnh sát giao thông Suối Tre làm nhiệm vụ tại km 1821 cộng 800 quốc lộ 1, đoạn thuộc phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Từ 5 giờ 30 đến 8 giờ cùng ngày, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra 16 mô tô phân khối lớn lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Qua kiểm tra phát hiện đoàn mô tô vi phạm hàng loạt lỗi như chạy quá tốc độ quy định, gắn biển số bị che lấp, không có chứng nhận đăng ký xe, không có giấy phép lái xe, giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông. Tổ tuần tra lập 21 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ 6 xe mô tô và các giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.